Vâng, nên tiếp tục lên dòng nồi đến từ Nhật Bản thưa bác. Ở đây là những mã nồi hàng sản xuất tại Nhật Bản bác nhé. Nhật Bản, hàng nồi Jisuhi, thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản. Đây là những chiếc nồi chưa cắm điện một lần nào, chưa nấu cơm một lần nào, còn mới nguyên thùng xốp, mới nguyên thùng luôn ạ. Thì hôm trước em có nhập được về được mấy con đấy, nhưng mà trên đường lúc chưa về thì em đã ship thẳng cho hai bác khách rồi, hai ba bác khách. Còn hôm nay là tiếp tục về đây thì em khui thực tế cho các bác luôn để bác nắm được. Còn có những hôm trước thì cái thời gian đầu thì em nhập hàng em đấu giá về đây thì em mới chỉ gửi ảnh cho các bác được thôi. Còn hôm nay nó về thực tế thì em muốn quay cho các bác. Đó là tùy các bác nhé. Còn đối với lại nồi Nhật thì các bác theo dõi cho kỹ, bởi vì là những kênh nào chuyên bán hàng bãi, chuyên bán hàng Nhật thì bác bay rõ được. Còn nồi Nhật bây giờ mà các bác chỉ nhìn sơ qua cái vỏ ngoài, bác chỉ nhìn sơ qua cái vỏ ngoài các bác cứ thấy na ná, bác dệt vào là giống lắm bác nhé, nên bác chú ý hộ em. Nồi Nhật thì nếu như bác để bác nắm được rõ thì bác phải biết rằng nó sử dụng từ đáy từ hay không, chứ có nhiều người không để ý là vẫn là nồi Nhật nhưng mà nó sản xuất khi nó xử lý cái mâm từ nó khác ấy, thì nó cơm nó sẽ chín, nó sẽ không được đều, bởi vì là khi nó dùng mâm than nó sẽ, nếu mà loại dùng mâm than nó sẽ nóng từ dưới nóng lên đấy, nóng từ dưới nóng lên, thành ra là cái hạt gạo nó chín không đều đấy, gạo chín không đều. Còn cái dòng mà đã dùng từ ấy, dòng nó dùng từ thì nó sẽ nhiệt nó đều toàn thân từ trên xuống dưới và xung quanh luôn, lúc đó là tất cả 10 hạt gạo từ trên xuống dưới nó đều nở, nó đều như như nhau cả 10, nên thành ra là cơm nó rất là ngon, nó không bị mất nhiệt, có nghĩa nó không bị nóng từ dưới, cái hạt ở dưới cùng nó nóng nó đã bị mềm rồi nhưng hạt trên nó vẫn cứng đấy. Đấy, riêng những dòng này thì nó lại như vậy, nên các bác chú ý nhé. Riêng đồ Nhật, dòng này là nồi Nhật còn nguyên thùng luôn, nguyên thùng xốp. Dòng Mitsui, loại này là loại nồi 1 lít 8. Loại nồi 1 lít 8 bác nhé. Loại nồi này 1 lít 8 ạ. Dòng này thì có thể nấu đến 6 đến 8 người ăn. 6 đến 8 người ăn. Đây. Còn vẫn còn nguyên nguyên đài nguyên kiện hết xốp nhé. Đây. Mùi của em nó đây. Cứ để nước các bạn. Cái nồi này là chưa cắm điện một lần nào luôn, nồi mới nguyên. Nồi còn mới nguyên luôn đó bác nhé. Đây là nồi 1 lít 8, có thể nấu cơm cho 6 đến 8 người ăn. Bác chú ý của nó là điện của nó là 100V bác nhé. Điện 100V. Điện 100V luôn. Đấy, dòng này thì các bác có thể nấu cho gia đình, bởi vì người Việt mình gia đình thì đa số là đông. Ngoài nó đẹp ra thì đúng là tiền là của đấy thôi các bạn. Thì giá thành nó cũng cao, nó không thấp. Giá thành của những chiếc nồi như này, nồi này 1 lít 8, ví dụ nồi 1 lít thì nó lại rẻ, nhưng nồi 1 lít 8 thì nó liên quan, nó phải gấp đến những nồi kia lên đến 2-3 triệu. Bình thường các bác mua một chiếc nồi lít 8 này các bác cũng phải mất đến khoảng độ, nồi đã qua sử dụng, loại nồi bãi đi, riêng nồi bãi mà đẹp cũng đẹp như này thì những cái dòng đẹp như thế này các bác có mua nồi qua sử dụng rồi nó phải mất khoảng rẻ nhất cũng phải gần 4 triệu hoặc là gần 5 triệu, đấy là đã qua sử dụng. Còn đây những chiếc nồi bãi này, chiếc này là có mức giá là 6 triệu 900 nghìn thôi nhé, 6 triệu 9. 6 triệu ở đây. Sách đấy. 6 triệu 9 được chưa? Còn đây, con này có hướng dẫn của nó đây, còn sách của nó đây. Đây hướng dẫn của nồi tiết đây nhá. Sách hướng dẫn rồi là cách nấu. Nó tóm lại là toàn tiếng Nhật thôi, về các bác dịch tiếng Nhật. Có nguyên sổ sách luôn. Ok chưa? Nguyên sổ. Đấy, cách nấu trong này hết. Cái bên này cũng vậy. Có bên kia vậy, đều có sách này nhé. Sách nằm phía dưới. Đây, mùi đấy. Mùi cũng dập chữ Jisuhi luôn. Mùi của hãng luôn. Mùi theo nổi luôn. Đấy. Hai chiếc này thì báo cáo các bác là đều là được làm hàng mới hết ạ. Ok chưa? Bác nhìn đây. Con nồi đã rời rất là cao rồi nhé. VMVH 18 bác nhé, 18 luôn. Rồi cao, đều là nồi lít 8. Con này VH 18 bác ạ. VH 18. Đây đều là nồi 1 lít 8 bác nhé. Mới tinh, chưa dùng một lần nào. Đây em cầm máy quay xuống dưới cho các bác.
À, đây là mô đen là NV VH18. Nồi này thì có tóm lại là nấu có thể đến 2 mâm cơm ăn được. Mà uống rượu thì chắc phải 4 4 mâm trái ăn hết. Đấy nhá. Đấy, còn nguyên bản. Chưa một lần đun nấu. Nên là em chỉ quay cho bác nhìn thôi chứ còn đã chưa động cái gì rồi thì hàng mới mà. Chưa? Ca cốc của nó theo đây. Có một ca màu xanh, một ca màu trắng. Trong này. Chưa? Đấy. Đấy, bác nhìn chưa? Đây ạ. À. Lòng nồi đây. Đấy. Những cái nồi như thế này, ngoài các bác mua dùng ra thì các bác mua cho tặng bố mẹ, ông bà hoặc người thân, nói tóm lại là mọi người hoặc sếp thì nó an toàn. Nói thế nó lại an toàn. Vì tại sao? Thật ra là bác mua một cái chiếc nồi lít 8 bây giờ mà hàng bãi, hàng đẹp, gọi là hàng bãi đẹp đi, qua sử dụng nó có rẻ cũng phải 3-4 triệu rồi. Em nói thật, cái nồi đẹp hàng bãi mà đẹp, cái loại này đẹp thì bác mua có rẻ bèo thì cũng phải phải có 3,8-4 triệu trở lên, chưa chắc đã có. Mua cái mới cho nó an toàn. Đấy. Bởi vì là khi mình mua mình tặng thì chắc chắn là mình phải dùng cái đấy, chứ không là không may này, mua cái cũ nó là lỗi nọ lỗi kia nó không hay, đúng không ạ? Đấy. Ok chưa? Đấy, vậy cái bên này vậy này. Nó giống hệt nhau luôn nhá. Nó giống hệt nhau. Giống hệt nhau này. Một mã. Cũng không có nhiều đâu bác ơi. Không có nhiều đâu ạ. Bắt đầu lấy đặt và ví dụ như em bán hết rồi thì bác cứ đợi đôi 5-3 ngày. Vì hàng đấu giá thì thỉnh thoảng nó mới về. Chứ nó không về một lúc liên tục được. Nó không về lô. Bây giờ bác nào bảo lấy chục cái này em bó tay. Chịu. Chưa? Để. Mới nguyên thùng luôn bác nhé. Nguyên thùng xốp luôn. Tất cả chưa nấu một lần nào luôn. Tất cả bao hàng hoạt động tốt hết cho các bác. Đấy. Đây ạ. Thì đấy. À, để phân biệt được cái nồi từ như thế nào. Các nhìn nhé. Bình thường những cái nồi bình thường của mình ấy. Thì các bác sẽ nhìn ở dưới này nó có một cái mâm. Cái mâm mai so. Cái mâm mai so đấy. Cái mâm đấy nó nằm ở dưới này này. Thì chính cái nồi nó muốn nóng lên thì nó do nhờ cái mâm đấy nó đốt. Nó đốt lên. Nó đốt thì nó sẽ nóng từ dưới nóng lên. Nhưng cái mồi nồi này thì nó lại từ nó chạy hết ở đây, nó chạy hết cả xung quanh này này. Đây này, tất cả đây đều là từ. Nên khi cái nồi này nó muốn sôi thì tất cả xung quanh cái nồi nó đều nóng đều nhau. Nên nó làm cho tất cả những hạt gạo nó không bị trương, không bị nở. Đấy, không bị, có nghĩa là không bị trương bị nở mà nó đều nhau, có nghĩa là nếu như bếp kia thì nó sẽ nổ, nó sẽ nóng ở dưới trước thì nó sẽ nở ở trước, nhưng trên cùng này nó vẫn bị lạnh. Nhưng như nồi này thì nó đều nhau tất. Chính vì vậy mà nồi cơm điện nó nổi tiếng, ngon ở đấy ạ. Hai nữa là cơm rất dẻo và ngon. Cái nói chung nó tóm lại là nổi tiếng rồi. Nổi tiếng cả thế giới thôi, chứ không phải quảng cáo nữa. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em. À, với nồi lít 8 này là giá 6,9 triệu bác nhé. 6,9 triệu một chiếc. Chào bác.